Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt BID biến tần ABB ACS 355. Ở đây mình cài là điều khiển qua app. Thì ở đây mình sẽ cần là cái cảm biến áp lực. Đây cái cảm biến áp lực. Sen này của Trung Quốc 0 đến 35 MBE 24 VDC và nó xuất ra là 4 đến 20 mA. Đây là cái mã của nó. Thì mình sẽ kết hợp với cái đồng hồ điều khiển áp lực. Đây mình sẽ sử dụng cái đồng hồ điều khiển áp là Sen BS9016 để điều khiển cái áp lực. Thì mình sẽ cài đặt ở trên bàn phím. Ở đây có hai chế độ là Main Auto. Đây mình bấm Main Auto. Để chạy BID thì mình sẽ chọn phím vào cài đặt. Đây, ở đây ví dụ ở đây mình chọn là 0 và 00. Mình sẽ đây là tai auto. À, như vậy là mình sẽ chạy được. Thì cái ngõ sức của cái BS9016 này nó sẽ ra là 4 đến 20 mA. Mình sẽ tiến hành cài đặt ở trên cái biến tần ABB. Thì ở đây mình sẽ đấu cái động cơ 3 pha giảm tốc này vào cái biến tần ABB. Ở đây cái ngõ vào mà của nguồn đó là 3 pha U1 V1, W1 và ngõ ra động cơ của mình là U2, V2, W2. Ở đây mình chú ý là cái tiếp điểm 10, 11 này mình sẽ luôn zoom ha. Và cái tiếp điểm mình sẽ lấy chạy ngoài. Mình sẽ lấy tiếp điểm chạy thuận đó là 9. Tiếp điểm 9 và tiếp điểm 12. Ngoài ra mình sẽ lấy cái tín hiệu vào AI cho cái biến tần này, đó là AVI cho biến tần đó là 2, 3, lấy hai tiếp điểm 2, 3. Đây tần số mình đang cài mắc đó là 50 Hz. Động cơ đang chạy với tần số mắc. Mình sẽ vào để cài đặt. Mình sẽ vào menu bar. Thì trước hết là mình sẽ cài đặt về cái tham số của động cơ trước. Thì tham số của động cơ là ở cái menu 99. Enter bắt đầu từ 9905. Ở đây là mình là nguồn 380 V. Đây, nếu mà cái động cơ mình mới đó thì mình sẽ cài đặt lại cái thông số này. Thì các bạn chỉ cần nhấn Enter và nhấn giữ, khi đó nó sẽ hiện lên cho chúng ta là có thể là set. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh bởi hai cái phím lên xuống. Còn đây thì không cần, mình sẽ Enter.
vì lý do là giờ nó đang chạy cho nên là mình không 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 set được thông số này. Bây giờ mình sẽ ngắt ngắt ra, mình sẽ ngắt chạy thuận để cài đặt. Thì động cơ sẽ dừng. Giờ mình sẽ vào cái menu, mình đã vào cái menu này đây, mình sẽ set được sẽ set được biến tần chấp nhận cho mình set. Mình sẽ vào cái tiếp theo đó là 9906. Đó, đây là cái dòng của động cơ, đây là 1,1 ampere. Mình sẽ vào cái thông số kế là 9907. Đây ở đây là 550 hertz, cái tần số động cơ. Và 9908 là 1500 rpm, số vòng động cơ. Đây, trước hết là mình sẽ cài cái thông số này trước. Đấy, sau đó mình sẽ tiếp tục cài các cái thông số khác. Như là tần số min max hay là tăng tốc giảm tốc. Ví dụ như tăng tốc giảm tốc đó là 22. Đó là thời gian tăng tốc. Đây là mình cho là 5 giây. Nếu mình muốn cài đặt thì mình nhấn giữ, một lần nữa. Mình có thể set và phím lên xuống. Ở đây mình cho là 5. Và 2203 là thời gian giảm tốc. Và 2202 là thời gian tăng tốc. 5, đây mình chọn 5. Mình cũng có thể cài đặt bởi phím lên xuống ha. Mình sẽ thoát ra ngoài. Tiếp theo mình sẽ cài đặt cái thông số tốc độ min max nha. Vào menu bar chọn đến thông số 2007. Đây là cái tần số min, mình sẽ set nó, mình sẽ tăng nó lên, mình cho là 10 đi, 12 đi, enter, lưu lại giá trị. Tiếp theo mình sẽ đến tần số max, đó là 2008. Ở đây mình cho là 50 luôn. Mình sẽ exit học ra. Kế đó là mình sẽ cài cái ngõ vào, tức là chọn ngõ vào tác động. Đây chúng ta sẽ vào cái thông số là 1601 để chọn tín hiệu
D1 ở đây là sẽ bằng bằng 0. Này bằng 0. Nếu bằng 1 thì chúng ta sẽ chọn tín hiệu D1. 601 phải chúng ta sẽ xét. Thoát ra. Chúng ta sẽ vào cài đặt tiếp cái thông số AI 1. Nó sẽ vào 1301. Đây là 1%. 1%. Đây là giá trị mặc định của nó. Chúng ta đi xem thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn cái ngõ vào AI1. Đó là 1103. Đây là AI1 bằng 0 là chúng ta sẽ điều khiển bằng keypad, tức là bàn phím. Bằng 1 là điều khiển qua cái ngõ AI1. Đây là cho bằng 1 rồi. Đây, exit đó. Tốt ra màn hình. Bây giờ mình sẽ đấu cho cái động cơ này chạy bìa đi. Đấu ở chân 12. FUD nó sẽ nhấp nháy là đã có tín hiệu, bây giờ nó chạy đó, cái tần số cao nhất là 50 Hz nãy mình đã cài. FUD là chạy thuần ha, 50 Hz. Bây giờ mình sẽ tác động một cái app cho cái tần số động cơ nó tăng giảm. Ok, như vậy là cái cài đặt BID cho cái biến tần ABB ACS 355 của mình là nó đã hoàn thành. Rất cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình.